Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ chứng minh cục này bằng với lại cục bên đây. Chúng ta có công thức như sau. Đây chính là hằng đẳng thức đáng nhớ. Như vậy chúng ta sẽ có sin x mũ 4 cộng 2 sin x bình phương cộng cos x bình phương cộng cos x mũ 4 trừ cho cục này. Chúng ta rút gọn lại thành cục này. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.